các bạn đã quay trở lại với Bóng đá 24 giờ, nơi chia sẻ những câu chuyện chưa từng công bố xoay quanh cuộc đời của những cầu thủ môn thể thao vua. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới để được cập nhật tin tức mỗi ngày nhé. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện bóng đá ngày hôm nay. Quang Hải chính thức nói là chia tay SEA Games 30. Trong trận đấu với U22 Singapore, tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải đã phải rời sân sớm vì chấn thương sau pha va chạm với hậu vệ đối phương. Vào sáng ngày 4 tháng 12, tiền vệ sinh năm 1997 đã được đội ngũ y tế của VFF đưa đi kiểm tra và chụp chiếu MRI để xác định cụ thể mức độ chấn thương. Theo chẩn đoán, Quang Hải đã bị rách cơ bắp đùi sau. Các bác sĩ của U22 Việt Nam đã nhanh chóng xem xét và đưa ra kết quả cuối cùng về chấn thương của Quang Hải. Cụ thể, tiền vệ đội trưởng của U22 Việt Nam chính thức phải nói lời chia tay với SEA Games 30. Chấn thương của anh khá nặng và cần phải có nhiều thời gian để hồi phục hoàn toàn. Một bác sĩ U22 Việt Nam cho biết, ngay cả cơ hội để Quang Hải có thể tham dự trận chung kết SEA Games 2019, nếu U22 Việt Nam giành quyền đi đến trận đấu cuối cùng cũng khó. Chúng tôi chỉ biết cố gắng giúp Quang Hải chữa trị và hy vọng điều thần kỳ sẽ đến. Không có Quang Hải trong những trận còn lại, đúng là một tổn thất lớn cho đội tuyển U22 Việt Nam. Việc thiếu vắng tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải ở trận đấu cuối cùng vòng bảng với U22 Thái Lan là một tổn thất rất lớn, bởi anh là mắt xích quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo. Điều này buộc vị trí lăng ra người Hàn Quốc phải có những sự toan tính kỹ lưỡng và nhân sự cho cuộc đọ sức quan trọng sắp tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hãy chia sẻ ý kiến cá nhân của mình bên dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên nhấn like và chia sẻ video để người thân và bạn bè của mình cùng được sống trong nhịp đập của môn thể thao hấp dẫn nhất hành tinh. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ Bóng đá 24 giờ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.